Chào mừng tất cả các em đến với kênh Tiếng Anh 4.0 của thầy. Tiếp bài số 2 hôm nay thầy sẽ dạy mấy em Lesson 2, I'm from Japan. Có nghĩa là tôi đến từ Nhật Bản, Lesson 2. Hôm trước chúng ta đã học các quốc gia, hôm nay chúng ta sẽ học về quốc tịch. Rồi, chúng ta vào bài hát em. Đầu tiên thì thầy sẽ dạy mấy em một số từ vựng liên quan đến bài học hôm nay về quốc tịch. Rồi mấy em có thể đoán đây là người gì không mấy em? Có lá cờ Malaysia nè. À, đó chính là người Malaysia ha. Người Malaysia. Người Malaysia chúng ta đọc tiếng Anh như thế nào? Rồi chúng ta sẽ nghe ha. Malaysian, Malaysian, Malaysian. Rồi mấy em đọc 2-3 lần đi. Malaysian, Malaysian, Malaysian. Rồi tiếp theo. Rồi mấy em chúng ta có thể đoán đây là người gì không? Có lá cờ của nước nào nè? À, đó chính là người Mỹ ha. Rồi chúng ta sẽ nghe ha. American, American, American. Rồi hôm trước chúng ta đã học America rồi, thì hôm nay chúng ta đọc thêm chữ N vô ha. American, American, American. Rồi mà mấy em đọc 3 lần. Ok, very good. Tiếp theo. Rồi đây là người Úc. Người Úc chúng ta đọc ra sao? Rồi chúng ta nghe thầy đọc nghe 3 lần ha. Australian, Australian, Australian. Theo mấy em có thể đoán đây là người gì không? À, đó chính là người Việt Nam của chúng ta ha mấy em. Rồi mời mấy em đọc theo thầy ha. Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. Rồi mấy em đọc 3 lần, xin mời. Very good. Rồi chúng ta đọc lại ha. Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. Ok, chính là người Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo. Đây là người gì đây? Đến từ đất nước xứ sở hoa anh đào. À, đó chính là người Nhật Bản. Rồi chúng ta đọc theo ha. À, nào listen. Japanese, Japanese, Japanese. Rồi mấy em đọc đi. Ok. Japanese, Japanese, Japanese. Very good. Tiếp theo. Đây là gì đây mấy em? À, đó chính là cờ nước Anh thì có nghĩa là người Anh. À, nào chúng ta đọc theo ha. English, English, English. Rồi để nói thêm cho mấy em, English có nghĩa là người Anh hoặc là có nghĩa là tiếng Anh đó mấy em. Rồi. Chúng ta hãy nhìn lại những cái từ mới thầy vừa mới dạy mấy em ha. Rồi đầu tiên có cái chữ là nationality có nghĩa là quốc tịch. Rồi mấy em đọc cho thầy ha. Nationality, nationality, nationality. Có năm âm, mấy em đưa năm ngón tay lên cái từ này hay khó đọc hả mấy em. Nationality, nationality, nationality nghĩa là quốc tịch. Còn quốc tịch là chúng ta nghĩ dụ mang là người gì đó, còn quốc gia là cái đất nước nha. Rồi chúng ta ôn lại những cái từ thầy mới dạy. Japan có nghĩa là nước Nhật, mà người Nhật thì chúng ta đọc là Japanese ha. Rồi Vietnam thì chúng ta đọc là Vietnamese. Rồi England thì chúng ta, người Anh thì chúng ta đọc là English. Australia có nghĩa là nước Úc, thì chúng ta thêm chữ nào vô có nghĩa là người Úc. Australian. Malaysia, chúng ta thêm chữ N đọc là Malaysian là người Malay. America là nước Mỹ, chúng ta thêm chữ N vô thành người Mỹ. American. Đơn giản thôi hả mấy em. Rồi tiếp theo chúng ta vào bài mới. Rồi nhìn chúng ta có phần số 1. Number 1, look, listen and repeat. Chúng ta hãy nhìn cái cô đang nói gì với cái cô này là ai. Rồi mời mấy em nghe, sẽ nghe cuộc hội thoại coi giữa hai người đang nói gì ha. Nào, ok. Page 14, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. What's your name, please? My name's Akiko. B. Where are you from? I'm from Japan. C. What nationality are you? I'm Japanese.
Ok, chúng ta sẽ đi phân tích từng câu và sẽ dịch nghĩa cho em. Đầu tiên cái câu này hỏi Akiko là What's your name please? Có nghĩa là xin vui lòng cho biết tên em là gì. Please có nghĩa là vui lòng, lịch sự. Rồi, Akiko trả lời là My name's Akiko. Rồi hình B, Where are you from? I'm from Japan. Rồi, câu này hỏi tiếp theo, What nationality are you? Rồi bạn Akiko trả lời là I'm Japanese. Quốc tịch của em là gì? À, em là người Nhật Bản. Rồi đầu tiên là hỏi tên của bạn tên gì Akiko, bạn của tên bạn là gì? Rồi Akiko trả lời là tên của tôi là Akiko, bạn tôi đến từ nước nào? Tôi đến từ Nhật Bản. Rồi cái hình C, What nationality are you? Là quốc tịch của bạn là gì? I'm from Japanese. Tôi là người Nhật Bản. Ok, hôm nay cái bài này nè, mấy em có thấy cái câu nào mà mới không? What's your name mới không mấy em? Bài này lớp 3 mới gì nữa ha. Rồi where are you from thì chúng ta đã học bài trước rồi. I'm from Japan. Thì dĩ nhiên là cái câu C là cái mẫu câu mới thôi. What nationality are you? Thì I'm from Japanese. Đó cũng là cái câu mấu chốt của cái bài hôm nay hả mấy em. Rồi chúng ta đi vào bài. Certain persons có nghĩa là cái câu cấu trúc của cái bài của hôm nay. Rồi chúng ta có What nationality are you? Thì chúng ta trả lời là quốc tịch của bạn là gì đó. Cái câu này có nghĩa là quốc tịch của bạn là gì. Thì chúng ta trả lời là I'm Japanese. Hoặc là mình không phải là Japanese thì mình là I'm Vietnamese, hay là em English, hay là em Australian, tôi là người Úc, hay là tôi là người Mỹ, thì chúng ta nói là em American. Nếu tôi là người Malay thì nói là em Malaysian. À, ở đây thì có nghĩa là tôi là người Nhật Bản. Rồi thì cái dấu gạch đó thì chúng ta thế vô, chúng ta là người gì thì chúng ta thế vô người đó, thì chúng ta trả lời là am. Hôm trước chúng ta học trả lời là am from cộng nước, còn hôm nay chúng ta bỏ chữ from ra đi. Am cộng cho quốc tịch ha. Am ví dụ mình là người Việt Nam thì mình, ví dụ thầy hỏi mấy em là what nationality are you thì mấy em trả lời là I'm Vietnamese. Ok. Rồi cái cách thứ nhất là what nationality are you á, người trả lời là am. Hoặc là có cách này nè, là ở trong văn nói cách thứ hai đó. Cái cách thứ hai này nè, thường là trong văn nói người ta ưa hỏi lắm. Ví dụ người ta hỏi what's your name thì cái bỏ cái chữ name đi, tên của bạn là gì, thì mình bỏ chữ name thì mình thế cái quốc tịch vô, quốc tịch của bạn là gì, thì mình thế chữ name ra đổi thành chữ nationality, thì cũng trả lời là am. What's your name? Còn này thì mình hỏi là what's your nationality? Thì trả lời là I'm Vietnamese. Cái này có hai cách đó mấy em. Mấy em trả lời, mấy em thấy cái nào dễ đọc thì mấy em sử dụng cách nào cũng được. Rồi thầy đọc lại cái mẫu câu này lại cho mấy em ha. What nationality are you? I'm. Hoặc là what's your nationality are you? No, sorry. What's your nationality? Thì mình cũng trả lời là am luôn. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ nè, vào phần số 2 ha. Page 14, activity 2, point and say. What nationality are you? I'm Japanese. Rồi cái câu này hỏi cái câu này hỏi Akiko á, what nationality are you, thì trả lời là I'm Japanese. Rồi bây giờ thầy ví dụ ha, ví dụ như thầy hỏi bạn nam đi, thì hỏi ví dụ thầy hỏi bạn nam nè, what nationality are you, thì trả lời là I'm Vietnamese. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hình B là bà. Hình B là bạn Linda, thí dụ hỏi what nationality are you thì trả lời là I'm English. Hình B á, bạn Tony á, thì mình hỏi là what, thầy hỏi là what nationality are you thì trả lời là I'm Australian. Rồi bạn Hakim thì hỏi what nationality are you thì trả lời là I'm Malaysian. Rồi chúng ta tiếp tục ha, bạn này là tên gì đây? Ví dụ như này, bạn nam hỏi bạn này tên, bạn này hình như là bạn Tom hay gì đó.
Thì hỏi what nationality are you? Thì bạn nam trả lời là Vietnamese hồi nãy ha. Và tiếp theo, what nationality are you? Thì trả lời là I'm English. Giống như hồi nãy vậy đó. Và tiếp theo giờ thầy hỏi mình nè, what nationality are you? Thì mấy em trả lời sao? OC chúng ta trả lời là I'm Australian. Tiếp theo câu D, what nationality are you? Thì mấy em trả lời là I'm Malaysian. OK, hai bạn này đối thoại với nhau ha. Rồi chúng ta hãy let's talk, có nghĩa là nói. Bây giờ thí dụ thầy hỏi mấy em đi, what's your name? Thì mấy em trả lời là my name's, cộng tên của mình. Where are you from? I'm from Vietnam. What nationality are you? Thì trả lời là I'm Vietnamese. Và chúng ta đọc cái câu này hay khó lắm em. What nationality are you? Rồi đọc thay lại nha. What nationality are you? Có nghĩa là quốc tịch của bạn là gì? Thì mình trả lời là I'm Vietnamese. Bây giờ cuối cái bài học này nè, mấy em trả lời được I'm Vietnamese là có ok rồi. Dạ, mấy em hiểu được là what nationality are you có nghĩa là gì rồi. Ok, bây giờ chúng ta qua số 3, listen and number. Chúng ta sẽ nghe và đánh số. Câu nào trước thì chúng ta đánh số 1 ha. Cái này thì quá dễ rồi. Chúng ta nào, listen. Page 15, activity 4, listen and number. 1. Hello, I'm Hakim. Hi Hakim, I'm Mai. Nice to meet you. What nationality are you, Mai? I'm Vietnamese. 2. Hello, I'm Linda. Hi Linda, I'm Hakim. Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. 3. Hello, I'm Linda. Hi Linda, nice to meet you. Bây giờ thầy sẽ chở từng câu đó nha mấy em ha. Bây giờ chúng ta nghe đi, rồi chút xíu chúng ta nghe lại. Số 3 đó. My name's Tony. What nationality are you, Tony? Tony đó. Gọi I'm nè. Australian. Australian. Là câu số 4. 3. Hello, I'm Nam. What's your name? My name's Akiko. Nice to meet you, Akiko. What nationality are you? I'm Japanese. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và chúng ta sửa luôn. Bây giờ câu đầu tiên. Page 15, activity 4. Listen and number. 1. Hello, I'm Hakim. Page 15, activity 4. Listen and number. 1. Hello, I'm Hakim. Hi Hakim, I'm Mai. Nice to meet you. What nationality are you, Mai? I'm Vietnamese. I'm Vietnamese, nghe hình là số 1, hình B. 2. Số 1, ha. Hello, I'm Linda. Hi Linda. Hello. I'm Hakim. Hakim. Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. I'm from Malaysia là chúng ta hỏi đồng nghiệp số 2. Hello, I'm Linda. Hi Linda, nice to meet you. Nice to My meet you. Name's Tony. I'm Tony. What nationality are you, Tony? I'm Australian. I'm Australian, câu số 3 là nè. 4. Hello, I'm Nam. What's your name? My name's Akiko. Nice to meet you, Akiko. What nationality are you? I'm Japanese. I'm Japanese. Tôi là người Nhật Bản. Chúng ta chọn hình cuối cùng là số 4. Ok, tiếp theo. Phần số 5, look and write. Hình A thì có bạn Mai là làm là thầy làm cái mẫu cho mấy em. My name is Mai. I am from Vietnam. I'm Vietnamese. Và nghĩa đầu tiên là giới thiệu tên. I'm from nước nào? Chúng ta đến từ nước nào và quốc tịch chúng ta là gì? Chúng ta có câu số 2, số 3. Câu số 2 thì có bạn Tom. Bạn Tom thì có đến từ nước nào? À, nước Mỹ. Rồi bạn Linda thì đến từ nước England. Thì bạn Akiko thì đến từ Japan.
Thì cái phần này người ta kêu mấy em nhìn và viết thì chúng ta phải thuộc từ vựng. Rồi cái từ vựng mới học và quan trọng học trong tiếng Anh, mấy em phải thuộc từ vựng được. Chúng ta thuộc từ vựng rồi được rồi chúng ta mới nhìn vô chúng ta viết được ha. Cái từ vựng là học tiếng Anh mà mấy em không thuộc từ vựng được là rất là khó. Rồi bây giờ thầy sẽ giải luôn cho mấy em ha. Đầu tiên bạn Tony thì bạn Tom á, hình số 2 bạn Tom thì I'm from America. Đầu tiên chúng ta dùng chữ America trước. Rồi người Mỹ thì chúng ta nhìn y gan chữ đó thêm chữ N vô thôi. Rất là đơn giản để cái cách này là cho mấy em là thuộc chữ luôn nè. Người Mỹ thì thêm chữ N vô. Trong tiếng Việt của mình thì người thì có chữ N đầu tiên. Ngờ ơi ngươi về người thì chúng ta viết chữ N với tắt đi. Chữ N của đó chính là người đó. Thì chúng ta học có cái mẹo gì đó cho dễ nhớ. Thì I'm from America. Câu số 3 bạn Linda, my name is Linda. I am from England. I am English. Rồi để thầy nói với mấy em luôn. Cái chữ am á, chữ am là trong văn nói chúng ta nói tắt là am, chứ người ta không có nói là I am đâu. I am thì nói rất là lâu, hai từ lâu lắm. Người ta nói chỉ nói am thôi. Còn trong văn viết á thì chúng ta phải viết là I am. Chúng ta không nên viết tắt, trong văn viết là trang trọng, không nên viết tắt. Chỉ văn nói mới viết tắt thôi cho nó nhanh. Rồi câu số 4, Akiko thì đến từ nước Japan. Thì quán tịch của Akiko này Japanese ha. Thì chúng ta thêm chữ Japanese vô. Rồi qua bài này thì hy vọng em thuộc cho thầy được cái quốc tịch của một số nước như là Japan, Việt Nam and Australia, America hay là England. Chúng ta thuộc 5 quốc tịch là được rồi. Rồi hy vọng mấy em sẽ tiếp tục đăng ký với kênh ủng hộ thầy. Vừa qua kênh của thầy thì cũng rất ít bạn đăng ký kênh. Thì làm thế này thì chủ yếu để chạy mấy em thôi chứ cũng không có tiền bạc gì đâu ha. Không có đủ người đăng ký kênh với cái số giờ không có đạt cho nên phải YouTube nó cũng không có bạc kiếm tiền được, chủ yếu để dạy cho mấy em thôi chứ không có tiền bạc gì đâu. Rồi tạm biệt mấy em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ thầy nha. Goodbye, see you later.